Năm 2023 được Trung ương Đoàn xác định là năm đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động đoàn. Và để thực hiện được điều này, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Nông đã ban hành kế hoạch tới các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động hưởng ứng đã được triển khai, chú trọng phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, lực lượng nòng cốt của chuyển đổi số. Tháng 6 năm nay, Ủy ban Nhân dân thị trấn Đắk Min, huyện Đắk Min thực hiện thí điểm tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến đối với một số bộ hồ sơ thủ tục. Đoàn thanh niên thị trấn được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng từ công an, tổ dân phố đến đội công tác xã hội tình nguyện, bám địa bàn dân cư, tích cực tuyên truyền, tập huấn cho người dân cách tạo lập tài khoản trực tuyến và phương thức nộp hồ sơ điện tử, đồng thời tháo gỡ, hỗ trợ giải đáp những vướng mắc gặp phải. Nhờ đó, việc thí điểm của thị trấn Đắk Min đang được tiến hành thuận lợi, nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Trẻ thì rất là dễ, nhưng mà người lớn mình thì đa phần là người lớn thì người ta lại vướng mắc ở không biết là làm như thế nào. Ngay như tụi em mới tiếp xúc ban đầu còn thấy nó vô cái mạng dịch vụ công nó còn rối, nên bảo là sớm là tụi em phải tìm hiểu lại đó. Còn nghe nhiều dân thì em phải chỉ từng tí một để cho họ dễ hiểu hơn. Xác định đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong chuyển đổi số bởi sức trẻ, sự nhanh nhạy, thành thạo trong sử dụng công nghệ. Thời gian qua, tỉnh đoàn Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đưa đoàn viên thanh niên vào tham gia các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị công nghệ thông tin, viễn thông của tỉnh về các nội dung chuyển đổi số, gắn với phong trào hoạt động cụ thể tại từng tổ chức, cơ sở đoàn với việc hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng dùng chung trên môi trường mạng, tạo hiệu ứng tích cực. Triển khai kết hợp với các chi đoàn, các trường để cho vận động các đoàn viên cài đặt bảo hiểm xã hội VSSAD trên điện thoại, đồng thời là cũng giúp cho hướng dẫn cho các bạn để cài đặt cho những người thân của các bạn cài đặt VSSAD. Ngoài ra thì chi đoàn bảo hiểm xã hội tỉnh cũng kết hợp các buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật để vận động các đoàn viên đi trực tiếp tới nhà các hộ dân hoặc là tới những cái khu vực đông dân cư như chợ để hỗ trợ cho người dân cài đặt VSSAD. Trước đó, thực hiện tháng thanh niên năm 2023 với chủ đề Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã xác lập những mục tiêu cụ thể, trọng tâm là nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia, khẳng định tinh thần tiên phong, đi đầu của tuổi trẻ trong tham gia chuyển đổi số. Tổ chức đoàn các cấp cũng đã chủ động cụ thể hóa chuyển đổi số thành mô hình, giải pháp, phần việc trong thực tế, tăng tỷ lệ các hội nghị, cuộc họp trực tuyến, đánh giá trực tuyến, số hóa văn bản và khai thác các ứng dụng trên nền tảng trực tuyến để khai thác các hoạt động phong trào thanh niên, góp phần chuyên nghiệp, hiện đại công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức lớp tập huấn về công tác chuyển đổi số cộng đồng năm 2023 với hình thức là trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu cấp huyện cũng như là 71 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn. Ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh về triển khai cuộc vận động hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VSSID phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023. Cùng với cả nước, tỉnh Đắk Nông đang đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số, xây dựng xã hội số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như thay đổi thói quen của người dân. Bởi vậy, sự tham gia tích cực của tổ chức đoàn, đoàn viên, thanh niên là yếu tố quan trọng để các mục tiêu chuyển đổi số của các địa phương có chuyển biến và thành công.